Giá vàng thế giới tăng sô đổ kỷ lục trong khi USD giảm giá. Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 101,25, giảm 0,52% so với phiên trước đó. Đồng euro tăng 0,54% lên 1,1071 USD đổi 1 euro sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB ngày 12 tháng 9 đã thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm xuống còn 3,5%. Giá vàng thế giới tăng lên mức cao kỷ lục nhờ kỳ vọng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã mạnh tay cắt giảm lãi suất tăng lên sau khi dữ liệu công bố trong ngày cho thấy những tín hiệu về sự chậm lại của nền kinh tế đầu tàu thế giới. Giá vàng giao ngay tăng 1,85% lên 2.558 USD một ounce. Giá vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức. 2.557 USD một ounce. Trên thị trường năng lượng, kết thúc phiên giao dịch ngày 12 tháng 9, giá dầu Brent tăng 1,56 USD một thùng, tương đương 2,21% lên 72,17 USD một thùng. Giá dầu thô WTI tăng 1,83 USD một thùng, tương ứng 2,72%, giá mới là 69,14 USD một thùng khi nhà đầu tư tiếp tục lo ngại về những tác động của cơn bão Francine trên vịnh Mexico ảnh hưởng đến nguồn cung dầu của Mỹ. Tại thời điểm khảo sát vào sáng sớm nay ngày 13 tháng 9, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau. Giá vàng bố số 9 được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 78,5 triệu đồng một lượng mua vào và 80,5 triệu đồng một lượng bán ra. Mức giá này được giữ nguyên kể từ ngày 6 tháng 9 đến nay. Tương tự, Giá vàng SJC được công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tiến Minh Châu giao dịch ở mức 78,5 triệu đồng một lượng mua vào và 80,5 triệu đồng một lượng bán ra. Đây cũng là mức giá được công ty cổ phần vàng bạc đá quý Bảo tín Mạnh Hải niêm yết cho loại kim loại quý này. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.187 Việt Nam đồng đổi 1 USD, giảm 25 đồng so với một ngày trước đó. Áp dụng biên độ 5% các ngân hàng thương mại được ghép giao dịch tỷ giá USD từ 22.978 đến 25.396 đồng một USD. Cụ thể, cuối ngày 12 tháng 9, Vietcombank niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 24.380 đồng một USD, bán ra ở mức 24.750 đồng một USD. Việt Tin Banh công bố giá USD mua tiền mặt là 24.270 đồng một USD, bán ra ở mức 24.770 đồng một USD. BIDV niêm yết giá USD mua tiền mặt là 24.405 đồng USD, bán ra ở mức 24.745 đồng một USD.